Từ cái sơ đồ phân tích chức năng này, tức là sơ đồ user case này nè, cô sẽ hướng dẫn các bạn để phân tích và thiết kế sơ đồ thực thể ha. Rồi đây nè, đây phân tích và thiết kế sơ đồ thực thể quan hệ, nó viết tắt của cái từ là EAD. Nó là tiếng Anh của nó là entity, là thực thể, A là relation thôi, được rồi, diagram đó, đấy, sơ đồ quan hệ thực thể cũng được, đấy, nó là như này đó, thì nó viết tắt là từ EAD ngay nha. Cái EAD thì cái E là gì? Cái E là entity. Vậy thì trong sơ đồ này nè, cái sơ đồ này nó phải có 3 cái thành phần. Thành phần thứ nhất là entity, là cái này được gọi là thực thể. Thành phần thứ hai là attribute, là thuộc tính của thực thể. Thành phần thứ ba là relationship, là mối quan hệ giữa các thực thể. Đấy. Đấy. Thì ở đây ta sẽ phân tích như sau, các bạn nghe nhé. Bóp gì không biết, không mồi không bóp không. Rồi. Đây các bạn nghe nè. Thứ nhất là các bạn phải hiểu thực thể là gì. Thực thể là gì? Đấy. Thì thực thể thì nó là một cái đối tượng thực. Là đối tượng thực trong cuộc sống. Giống như object các bạn. Ví dụ như là sinh viên, như là cái xe hơi, như là con chó, con mèo, máy tính. Đúng không? Đấy, giáo viên, vân vân. Cái bàn, cái ghế, thậm chí là những cái đối tượng mà khái niệm, tức là đối tượng hình học, ví dụ hình tròn, hình vuông, hình tròn hình học ấy nha. Đấy. Ví dụ hình tròn. Hình tròn, hình vuông, vân vân. Đấy. Tức là thậm chí là các khái niệm cũng có thể là các thực thể luôn. Hiểu không ạ? Đấy. Thì mỗi cái thực thể này thì có thuộc tính và phương thức để đi kèm, đúng không? Nếu học object, đúng không? Nhưng trong cái dữ liệu chúng ta sẽ không nhắc đến cái phương thức, tại vì chúng ta sẽ không phân tích cơ sở dữ liệu theo hướng đối tượng, mà chúng ta phân tích theo cái mối quan hệ. Cho nên ta sẽ phân tích xem mỗi cái đối tượng này nó gồm những cái thuộc tính gì. Những cái thực thể này gồm những thuộc tính gì? Con thuộc tính là gì? Thì nó chính là các cái đặc điểm để xây dựng nên hay là ta gọi là làm ra cái đối tượng hay là thực thể. Tức là các bạn nhắc đến cái thực thể đấy là ta biết nó có những cái đặc điểm gì. Ví dụ sinh viên, ví dụ như là sinh viên thì ta thường sẽ có những cái đặc điểm như là mã số sinh viên, họ tên đó, ngày sinh, rồi vân vân, giới tính, vân vân đó. Nhắc đến cái xe hơi chẳng hạn thì các bạn thường sẽ có là hãng, đúng không, tên đời xe, rồi màu đó. OK, thì nó các bạn chỉ lấy một số cái đặc điểm đặc trưng thôi, không nên lấy hết. Tùy nhá, cái này là tùy theo cái mức độ quản lý nhá các bạn, hiểu không ạ? Tùy theo mức độ quản lý của ứng dụng. Có những ứng dụng thì cần lấy đầy đủ các thông tin. Ví dụ như bây giờ các bạn là một cái cá nhân, đúng không? Cá thể ở trong cái xã hội, đúng không ạ? Ở ngoài xã hội á,
thì người ta quản lý các bạn bằng cái chứng minh nhân dân. Thì họ lưu các bạn rất nhiều thông tin các bạn. Lưu thông tin các bạn là gồm cả cái vân tay nè, đúng không? Chụp hình nè, chứng minh nhân dân các thứ rất lưu, rồi quê quán, nguyên quán đúng không? Bố mẹ anh chị là ai các thứ đúng không? Nơi thường trú và nơi tạm trú. Tức là rất nhiều thông tin. Để làm gì? Để xác định được các bạn. Còn ví dụ đi học sinh viên thì không cần đến mà gì mà đến vân tay ở đến gì mà phức tạp, ta chỉ cần một số thông tin thôi. Tức là cái việc mà thuộc tính này nè thì còn tùy thuộc vào cái ứng dụng mà bạn quản lý nó là cái gì, hiểu không? Mục đích quản lý là cái gì thì ta mới xác định ra cái thuộc tính này đó. Ví dụ như là con chó thì nó có cái gì ạ? Màu đúng không? Màu lông không, sổ gâu gâu là cái hành động rồi. Cái này thuộc tính mà. Thuộc tính mà. Con nào chả có đuôi? Con người đâu có đuôi đâu. Trừ con người ra. Tên con chó nè. Loại chó nè. Đó, rồi giới tính nè. Đừng nói là vé chó nữa nha. Dạ, chó ve chó gì lêu ra. Rồi ví dụ như vậy ha. Có giới tính chứ, chó mới có giới tính. Rồi, thì đó là một số cái thôi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm. Sơ sẩy với tôi. Sao tôi đi nhẹ nhẹ vậy, nó thấy nghe được đấy. Không, nó thấy cả lớp yên lặng á. Nó thấy nó hết hồn. Rồi tiếp. Hả? Con người có giác quan thứ 6. À thế hả? Cảm thấy nguy hiểm. Còn mấy ông bữa trước đi ngồi học mà kiểu ra ngoài xong để laptop mà để Facebook á. Rồi xong. Rồi biết gì trời không biết nha. Rồi tiếp. Ok. Rồi. À, cái này hay nè các bạn ạ. Relationship. Tức là cái mối quan hệ là cái gì? Ta để relationship luôn nha. À, là cái gì? Bây giờ các bạn nghe nè. Các bạn nghe nè. Thì cái mối quan hệ giữa thực thể, các thực thể á thì nó sẽ là mối quan hệ giống như trong cuộc sống của bạn luôn. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Các bạn có một cái phần mềm quản lý sinh viên, đúng không? Quản lý sinh viên thì các bạn sẽ phải xác định được là trong cái phần mềm đấy các bạn quản lý bao nhiêu cái thực thể. Ví dụ như có thực thể là sinh viên là chắc chắn đúng không ạ? Thực thể là gì ạ? Lớp học đúng không? Tại vì sinh viên phải học lớp nào đúng không? Rồi thực thể là giảng viên, thực thể là môn học đúng không ạ? Thực thể là học kỳ, ví dụ như vậy các bạn quản lý theo học kỳ chẳng hạn, đúng không? Rồi lớp nói rồi, nó thực thể là điểm chẳng hạn, đúng không? Điểm là một thuộc tính thôi, nhưng mà ta sẽ có cái bảng riêng, nhưng mà thực ra điểm nó là một thuộc tính thôi. Thì bây giờ thế này, cái mối cái relationship này là như thế nào? Nó phải xét cái mối quan hệ ở trong một cái gì ạ? Trong một cái ứng dụng, đúng không ạ? Trong một cái ứng dụng đó các bạn quản lý. Thì ví dụ tôi lại sẽ là ví dụ như sau. Ví dụ phần mềm quản lý sinh viên, điểm sinh viên, điểm và xếp loại gì đó đúng không? Thì mục đầu tiên là các bạn giống như khi nãy của ta là phân tích chức năng đã, nhưng mà từ từ thì nó tôi sẽ nói từ cái phân tích chức năng nó ra cái thực thể như nào. Nếu tôi liệt kê sẵn các bạn mấy cái thực thể sinh viên, lớp học, giảng viên, môn học. Đó, ví dụ tạm thời là như vậy. Ví dụ như thế, môn học. Ok. Thì bây giờ ta này, cái relationship là nó là mối quan hệ giữa các thực thể nhé các bạn, giữa các thực thể. Ok. Thì tôi lấy ví dụ này, ta xem sinh viên và lớp có mối quan hệ không. Quan hệ gì ạ? Một lớp thì có nhiều sinh viên học đúng không?
Một sinh viên có được học nhiều lớp không? Có. Quá trời lớp. Nhưng ông Sang ông học quá trời lớp đúng không? Ông á, bạn nhiều nhất trường. Sang là bạn nhiều nhất trường luôn. Thật. Ông có quen cả bên web luôn. Ông Sang này này. Ông có quen cả Lê Hậu, ông quen hết luôn. Ông quen hết, lạng hết. Cả trong cả đêm Đà Nẵng rồi cả gì quen hết luôn. Ừ. Ông học nhiều lớp quá. Vậy là có nghĩa là một sinh viên là vẫn được học mấy nhiều lớp đúng không? Được học nhiều lớp. Mà ông này ông hay lắm nha. Ông bắt quen, ông hỏi bài ông rất là nhiệt tình luôn. Đúng không? Đấy, được. Đấy, đấy là ok. Đấy, bạn quen hết. Rồi. Thì... hả? Cái gì? Học nhiều lớp. Ông hay quá. Rồi. Không có liên quan. Bạn này là khoảng 13.3 này. Giờ tên mình là. Mà bạn rất ok, rất kiên trì, chịu khó. Được. Không. Tiếc. Rồi ok. Tình nhanh là tốt nghiệp rồi đúng không? Tình nhanh là tốt nghiệp. Là hỏi hoài. Hỏi hoài vậy? Hỏi hoài là đi đến nhất bài Facebook. Rồi đúng rồi, bạn sang. Rồi tiếp nha. Đừng hỏi nữa nha. Không, bình thường. Ổn, có thể con tuyệt vời được nha. Rồi. Bây giờ nè, sinh viên vậy được một lớp một nhiều sinh viên học một lớp, một sinh viên thì có nhiều học được nhiều lớp và một lớp nhiều sinh viên. Vậy nó là quan hệ gì như là quan hệ gì? Quan hệ gì? Quan hệ nhiều nhiều. Đúng không? À. Đây, giữa sinh viên nè, ta phát biểu giống như trong cuộc sống thôi. Phát biểu giống như trong cuộc sống thôi. Sinh viên đi học nhiều lớp. Lớp thì có nhiều sinh viên. Đó. Vậy thì quan hệ giữa cái sinh viên và lớp học là quan hệ NN. Nhiều nhiều. NN. Giờ không học nữa đúng không? Rồi tiếp. Rồi hiểu. Rồi tiếp nha. À rồi với giảng viên và sinh viên có thiết lập mối quan hệ gì không ạ? Nhưng mà giảng viên sẽ không thiết lập mối quan hệ với sinh viên mà thiết lập mối quan hệ với lớp. Trong lớp lại còn có sinh viên. Có hiểu không? Đấy, thử. Ông im đi. À, đúng rồi. Thế là một giảng viên sẽ dạy nhiều lớp và một lớp sẽ nhiều giảng viên dạy đúng không? À, nó sẽ là quan hệ nhiều nhiều. Được chưa? Rồi. Bây giờ muốn học thì sao ạ? Muốn học. Một thằng học nhiều môn. Một lớp. Nó muốn học nó cũng đầu với đứa này quá. Một cũng là theo lớp đúng không? Đúng không? Lớp hay là sinh viên? Lớp chứ, theo lớp chứ. Một lớp thì sẽ có nhiều môn và một môn sẽ nhiều lớp. Môn học và lớp cũng quan hệ. Ở cái này phức tạp đó nha. Đúng rồi, đâu có đâu, từ nãy giờ nó không có một nhiều luôn á. Rồi, giảng viên và môn học có mối quan hệ không? Có chứ. Giảng viên có thể dạy nhiều môn, một môn nhiều giảng viên dạy. Giảng viên và môn học cũng nhiều nhiều. Ôi, tôi tự nhiên đưa vào cái má trần dễ sợ thật. Nhiều nhiều. Đây ví dụ thôi. À nhưng mà thế này, với sinh viên vào lớp ấy
cô hay thường cho các bạn làm quan hệ một nhiều thôi. Bởi vì là mình tối giản lại, nó nhiều quá, nó rất là rối. Hiểu không ạ? Mấy cái nhiều này là các bạn, thì nữa tôi sẽ cho các bạn một cái rất là hay là nó chỉ có một bảng trung gian thôi. Ghê không? Không, bình thường là cứ mối quan hệ nhiều là một bảng trung gian. Vậy có 1, 2, 3, 4 thì sẽ phải có 4 bảng trung gian. Nhưng riêng cái này nó chỉ có một bảng trung gian thôi. Hay, được chưa? Có lý do của nó, tôi sẽ nói sau. Rồi, bây giờ nhá, các bạn nhìn nào. Vậy thì cái relationship này là gì? Nó là mối quan hệ giữa các thực thể. Đúng không ạ? Mối quan hệ giữa các thực thể. Và các bạn chỉ cần đặt cái câu hỏi, đặt ra ở nó. Ví dụ thế này, các bạn đi mua hàng đúng không? Một người khách hàng có thể mua ở cửa hàng đấy, có thể mua được nhiều hóa đơn. Đúng không? Nên là quan hệ một nhiều đúng không? Tức là tôi có thể để đấy mua nhiều lần, mỗi lần một cái bill. Thì có thể một người có nhiều cái hóa đơn đúng không? Là quan hệ một nhiều. Vậy cái hóa đơn của sản phẩm đấy các bạn đi nào. Cái sản phẩm ấy thì nó sẽ có số lượng đúng không? Cho nên là với một cái mã sản phẩm á thì nó sẽ có rất nhiều hóa đơn. Đúng không? Em có thể mua cái sản phẩm đó, em cũng có thể mua cái sản phẩm đó cùng một mã đúng không? Với một hóa đơn phải có nhiều sản phẩm không? Nhiều. Thì có phải là quan hệ nhiều không? Đấy, các bạn sẽ áp dụng trong thực tế thôi. Quan hệ nhiều. Vậy thì nó sẽ có một cái bảng trung gian là bảng hóa đơn chi tiết. Hiểu không? Hóa đơn chi tiết. Hiểu không ạ? Đấy, tức là khi các bạn có một cái thực thể nào đó, có mối quan hệ các cái nhiều cái thực thể trong cái hệ thống, thì các bạn hãy hình dung ra trong thực tế nó là thể hiện cái mối quan hệ như thế nào. Thì bản thân là như này các bạn ạ, cái nó chính như là các tập hợp nha các bạn nghe nè. Nhìn nha, bây giờ nghe nè, tôi quay ngược lại một chút về cái thực thể. Nhấn mạnh một chút cái này rất là quan trọng luôn. Nó đúng với lập trình hướng đối tượng luôn các bạn nhé. Tức là trong object á, thì các bạn lưu ý nè, mỗi người chúng ta sẽ là một thực thể. Ví dụ bạn Đông Phương Quang là một thực thể, Ngọc là một thực thể, đúng không? Một người là một thực thể. Và hai thực thể này là tách biệt nhau. Kể cả các bạn cùng họ, cùng tên, cùng ở chỗ trò đi chăng nữa thì cũng là hai thực thể. Hiểu không ạ? Và phân biệt, để phân biệt hai thực thể này thì người ta dùng cái mã để phân biệt. Còn nếu mà cùng họ cùng tên, cái thời ngày xưa của cô các bạn là Nguyễn Thị Thu A, Nguyễn Thị Thu B, nó là gắn với cả cuộc đời luôn các bạn. Đến nỗi mà cái danh sách điểm á cũng là Thu A, Thu B luôn. Tức là sửa, cái đấy gọi là sửa tên của người ta. Người ta là Nguyễn Thị Thu mà tự nhiên thêm người ta chữ A đằng sau á, rồi Nguyễn Thị Thu lại thêm chữ B. Bởi vì sao? Bởi vì là các thầy cô là quản lý gì đấy ạ? Quản lý dựa trên sổ sách chứ không phải là máy tính. Cho nên là cứ điền vào sổ sách như vậy đó. Đó, và nó đổi tên luôn. Hiểu không ạ? Coi như đổi tên. Đấy. Nhưng bây giờ không có. Bây giờ các bạn trùng tên hay trùng gì không quan trọng, mà có cái mã đúng không? Bây giờ quản lý theo cái mã. Ok chưa? Thì vậy như thế này các bạn ạ. À, tôi muốn nhấn mạnh chỗ này nè. Vậy lớp mình là sẽ có từng này thực thể, rất nhiều thực thể đúng không? 20 cái thực thể đây, 20 thực thể. Thì 20 thực thể này có đặc điểm giống nhau. Hiểu không? Cùng có mã, cùng có tên đúng không? Cùng có cùng lớp không quan trọng, tức là có thuộc tính á, thuộc tính đặc điểm á, thì cũng là mã nè, cũng là tên đúng không? Nhưng mà chỉ tên mỗi người khác nhau thôi, tức là cùng cái loài đặc điểm đúng không? À, thì người ta gom lại thành một cái gọi là tập các thực thể. Hiểu không? Tức là một thực thể, hai thực thể, ba thực thể, bốn thực thể, năm thực thể gom lại thành một tập thực thể đúng không ạ? Hả? À, thì trong object thì nó là chính là cái class. Hiểu không? Trong object nó là class. Nhưng mà trong cái cơ sở dữ liệu thì đấy mà tôi lành hết cả người luôn chứ. Trời ơi. Đầu tiên là ông đi thì cái người nó uống bóp này. Đó, không nhớ ông uống kéo. Anh này là bộ. Anh biết rồi là trời. Rồi, đến cái rồi đúng rồi, đến đâu vậy? Tập thực thể. Tập thực thể. Rồi. Nó tương tự class.
Nhưng mà trong trong cái cơ sở dữ liệu thì nó không gọi là class mà nó sẽ gọi là tập thực thể nha các bạn. Rồi. Vậy thì tí nữa thì sẽ nói thêm một xíu nữa. Bây giờ ta vẽ ra nha. Tôi vẽ ra xíu à. Tôi pen à. Đây. Các bạn giả sử các bạn có một cái tập thực thể nè, nghe nè. Các bạn có tập thực thể này. Cái này tôi để là sinh viên đúng không? Sinh viên. Đấy, tôi lại có một cái tập thực thể khác. Cái này là lớp học. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ thế này nha. Đây, đây là tôi có một cái chấm. Đây là mặt đồng phương quang đúng không? Rồi đây là mặt ngọc. Đúng không? Đây là mặt gì đó? Phong. Đây là mặt đào. Đây là mặt tài. Đây tài tiếp. Rồi đây là sơn. Đây là tuyển. Như vậy. Rồi đây là một bàn khác. Ở lớp khác. Ok. Rồi bây giờ ta để có một lớp nè. Đây là một lớp nè. Lớp này là lớp LT nè. Lớp này là lớp LT 1 năm 201 nè. Đó. Đấy, tôi lại có một cái lớp khác ở đây. Tập hợp là nhiều lớp mà. Không phải một lớp nha. Đây. Cái anh này là LT 16101. Đó, tôi lại có một cái lớp khác ở đây. Rồi. Hôm nay là một lớp là UD ứng dụng phần mềm gì đó, UD 15306 chẳng hạn như vậy. Các bạn nhìn nhá. Bây giờ nhìn nào. Thì cái ánh xa là cái gì đây? Bây giờ nha. Cái này là đúng nghĩa là ánh xa nè. Cái này mới là ánh xa nè, giữa hai tập hợp nhá. Đây. Ông Đồng Phương Quang ông học lớp LT. Ông Lý Chí Tài ông học lớp LT. Đấy, ông Phong ông học lớp LT. Có phải là một lớp này có nhiều sinh viên không các bạn? Rồi. Bây giờ một ông khác lại học lớp ứng dụng phần mềm. À, ông này lại học ứng dụng phần mềm, đúng không? Rồi. Bây giờ nè, nếu như các bạn mà quản lý là quan hệ nhiều thì có nghĩa là ông Sang ông vừa học cái gì ạ? Ông vừa học LT lớp của mình đây đúng không Sang? Rồi Sang lại có thể học thêm một lớp của lớp khác nữa phải không Sang? Ví dụ như vậy. Hiểu ý không? Tức có phải là một sinh viên học nhiều lớp đúng không? Một lớp thì có nhiều sinh viên đúng không? Hiểu không ạ? Thì quan hệ này sẽ là quan hệ nhiều. Và mỗi cái người này nè, tôi gọi là một cái entity. Cái này tôi gọi là entity. Còn cả cái tập hợp này nè. À, cả cái tập hợp này nè. Thì tôi sẽ gọi là entity set. Entity set. Nó hay vậy đó. Nó có khái niệm riêng của nó. Tức là tập nhiều entity. Gọi là entity set. Đúng không ạ? Hợp lý không? Hợp lý không? Đó. Rồi. À thì bây giờ các bạn thiết lập mối quan hệ này. Một mối quan hệ này thì được gọi là một cái relationship. Nhiều mối quan hệ này thì ta gọi là relationship set. Cả đống này nè. Một cái này nè thì ta gọi là một cái relationship. Còn cả hết tất cả những anh này nè, bỏ lại là toàn bộ những anh này nè, thì nó gọi là set. Relationship set. Nó khái niệm á, các bạn đọc thì khỏi bỡ ngỡ. Nếu các bạn mà đi đâu các bạn đọc á, mà có những khái niệm này các bạn sẽ biết nó là cái gì. Hiểu không ạ? Ok chưa? Rồi. À bây giờ tí nữa tôi sẽ nói lại một cái nữa. Thì bây giờ mối quan hệ relationship nó sẽ có các loại như sau. Quan hệ 11. Ví dụ như là mỗi cái xe gắn máy chỉ có một cái đăng ký thôi. Hiểu không? Một cái đăng ký thì cái đăng ký đấy độc lập nha. Ví dụ là một cái xe để nó gắn với số khung, số máy đúng không? Còn cái đăng ký đấy đăng ký của ai, ai sở hữu đúng không ạ? Thì mỗi xe gắn máy chỉ có một cái đăng ký chẳng hạn. Rồi còn gì nữa không? Chứng minh nhân dân. Không. Mã hóa đơn nhiều khách. Không. Cái đấy là ngược lại thôi. Còn khách hàng thì có nhiều cái mã hóa đơn. Nó lại có quan hệ một nhiều rồi. Ngược lại. Chứng minh nhân dân.
chứng minh nhân dân một người có ở. Rồi tiếp nè, quan hệ một nhiều thì rất là nhiều đúng không? Một phân loại thì có nhiều sản phẩm, một phân loại sách thì có nhiều sách đúng không? Nhiều nhiều, quan hệ nhiều nhiều cũng nhiều lắm các bạn, quan hệ nhiều nhiều trong cuộc sống rất là nhiều luôn. Đấy, đó có ba cái loại quan hệ chính. Thế ra là bốn cơ, một nhiều, nhiều một và nhiều nhiều. Nhưng mà nhiều một với một nhiều thật ra nó cũng gần giống nhau, cho nên là tôi gom lại thành một. Rồi xong rồi cái này nha, bây giờ tôi hướng dẫn vẽ nè. Bây giờ ta quay lại, tôi mới nhắc lại mấy khái niệm thôi các bạn nhé. Thực ra mấy khái niệm này tôi nói luôn là cái thời các bạn học cơ sở dữ liệu các bạn sẽ không hiểu đâu. Các bạn học xong các bạn sẽ mơ hồ lắm. Nhưng bây giờ mình sẽ áp dụng với bài toán thực tế nhé các bạn. Các bạn sẽ quay lại nè, cái bài toán thực tế ha. Rồi đây, từ đây làm sao các bạn nhìn ra được cái nó có, bây giờ từ cái sơ đồ này nè, các bạn phải phân tích nó có bao nhiêu cái thực thể và những cái thuộc tính gì. Thử ngồi làm cho cô đi, cả lớp làm luôn. Tôi pause cái phân tích cái sơ đồ này nha, sơ đồ Yusuke này nha. Thì ở đây nè, các bạn sẽ có là quản lý người dùng, thì ta sẽ có thực thể là người dùng. Người dùng này thì có hai quyền, đó là admin và nhân viên đó, đúng không? Thì ta sẽ có ở đây, cô sẽ phân tích tiếp nè. Cái này là cái dự án mẫu nha, cái này là của dự án mẫu nè. Cái này là của dự án mẫu ha. Là quản lý cửa hàng bán sách ha. Đó, thực thể thứ nhất là các bạn có cái người dùng. Người dùng thì có, đương nhiên là phải có mã đúng không? Mã, tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại. Đó, nghĩa là các bạn muốn lưu thông tin gì là việc của các bạn đúng không? Đừng quên username và password để đăng nhập đúng không? Đấy, username, password và một cái nữa là phân quyền này thì đương nhiên sẽ là quyền admin hoặc quyền người dùng, admin hoặc là nhân viên, đúng không? Hoặc các bạn để là 1 và 0 cũng được ha. Ok, đấy, hai thực thể thứ hai các bạn nhìn trên sơ đồ này là quản lý phân loại sách, thì đương nhiên là phải có thực thể phân loại sách đúng không ạ? Phân loại sách, hay các bạn để là loại sách thì có là gì đấy ạ? Mã, tên loại đúng không? Thông thường ấy, cái tên loại thì nó đồng nghĩa với cái mã luôn. Tại vì là loại, tên loại không thể trùng được. Nhưng mà cô cố tình để cái mã vào đây thì tôi sẽ nói cho các bạn tại sao cô để cái mã. Và mã thường tôi sẽ để từ tăng, có lý do ha. Các bạn có thể thêm cái mô tả vào đây nữa cho nó vui. Thực ra cái mô tả này nó vô thưởng vô phạt, không để làm gì hết ha. 3. Cái thực thể quản lý sách thì phải có thực thể là sách. Sách thì có cái gì? Mã sách, tên sách, mã loài, khoan, hình nếu có, giá. Không, giá từ từ đã. Không để giá đây. Louis la Louis gì? Rồi. Tác giả. Khoan nhá. Mã có tên sách nào, mã loại hình, tác giả. Nhà xuất bản. Không để giá. Không để số lượng. Không để giá. Số trang chẳng hạn, hay là giá bia chẳng hạn. Giá bia thì được, tại vì giá bia nó fix, còn tôi bán giá nào là việc khác. Có hiểu không? Tại vì có thể là sách các bạn bán theo giá bia, nhưng có những nơi họ không bán theo giá bia đâu. Không, ví dụ bán giảm 25% hoặc 20% gì đó.
cứ để giá bia nhá. Rồi. Giá bia nó in sẵn trong cái bia đằng sau cuốn sách luôn. Còn thực ra là cái sách là các bạn nhập mà bán nó rẻ lắm. Các bạn bán nó nguyên đúng giá bia thì các bạn phải lời 40-50% á. Đó, cho nên thường thường các bạn thấy sách hay discount 20-25% là vì vậy đó. Giảm 25% vẫn còn lời 25% nữa. Đấy. Sách á. Bốn à? Xe mua 19, xe mua mấy chục. Hóa đơn nhập nào, hóa đơn bán à? Hóa đơn nhập. Các bạn nếu làm khách hàng á, thì tôi sẽ để khách hàng đây nè. Bốn à? Khách hàng nè. Có mã khách hàng nè. Tên khách hàng nè. Số điện thoại nè. Email nè. Email chắc chắc cần đó, số điện thoại được rồi. Có vì lúc này mình đâu cũng phải em đâu mà không, để lưu thông tin thôi, để sau này em đúng rồi, cái kiểu vậy, để tôi quản lý xem cái khách hàng tôi, hoặc là tôi để xem thông tin khách hàng thường ở khu vực nào rồi giới tính là như nào đó thì các bạn tùy ha. Ví dụ thôi thì đúng rồi, ông hay thiệt mà không thì tôi nói cho ông nha, chưa hiểu thì nữa hiểu. Ok. Chưa hiểu rồi thì nó hiểu. Tiền. Sao không mua? Có bán mà sao không mua? Đâu có bán đâu, gì nói thêm trừ xóa là vậy, là chỉ thêm sai trừ. Thế cái hóa đơn bán là để làm gì? Hóa đơn bán để bán chứ gì nữa? Rồi. Mấy cái này các bạn thêm vào sau ha, hình cái gì đó muốn thêm gì thêm. Rồi hóa đơn nhập các bạn nè, hóa đơn nhập, năm hóa đơn nhập thì thông thường sẽ như này các bạn, có mã hóa đơn, ngày hóa đơn nè, chắc chắn phải có mã và ngày. Rồi cái này mới vui nè, thông thường ấy khi các bạn nhập hàng là bình thường mà chỉ có admin không á thì các bạn không cần phải lưu thêm ai nhập hàng, nhưng bởi vì các bạn có nhân viên thì có thể nhân viên đấy sẽ đứng ra nhập hàng đúng không, thì các bạn sẽ có mã người dùng, đúng không? Có mã người dùng hoặc là mã nhân viên để tôi biết là nhân viên nào nhập hàng hôm đó, đúng không ạ? Đấy, thậm chí là nếu mà còn sâu xa hơn nữa nha, là các bạn còn phải lưu lại cái vết cơ, ai sửa hóa đơn, ai các thứ luôn. Ví dụ như thế này nha, tôi nhập cái hóa đơn đấy là tôi nhập là tổng cái hóa đơn là tôi nhập là 5 triệu chẳng hạn, và từng thành phần thì như vậy. Nhưng mà cái ông mà quản lý ông có quyền sửa thì ông cũng sửa dư, ông nói đổ lỗi cho nhân viên, đúng không? Thì nhân viên cái đấy làm sao cãi được, đúng không? Thì cái đấy thông thường sẽ có một cái bộ phận độc lập, nói đúng ra là một cái hệ thống lớn á, nó nhiều cấp á, thì có một cái bộ phận cái admin rất là độc lập, người ta có thể lấy ra được xem cái lịch sử của nó, ai sửa ngày nào giờ nào luôn, hiểu không? Và thậm chí lưu luôn cái sửa, nội dung sửa từ cái gì sang cái gì luôn á, làm được cái đấy luôn các bạn, hay không? Làm được dễ ẹc luôn, nhưng mà vấn đề nó phải liên quan đến cái database, các bạn phải tổ chức một cái bảng gọi là bảng lịch sử, hiểu không ạ? Đấy, ví dụ như tôi thêm vào một dòng code, ví dụ như này đi, ví dụ như tôi thêm một cái dòng nhá, mã là ID 01 à, ngày là 11 tháng 11 năm 2011, và nhân viên A đầy đủ là nhận hóa đơn. Ngày sửa là ngày 12 tháng 11 năm 2011. Đó. Và ai sửa ông về
đến những thông tin quan trọng nhé. Quan trọng là lưu ý là thứ nhất là thông tin đấy mà nếu mà nhấn vào lịch chuột xóa, thông tin đấy không được xóa và nó sẽ chỉ đổi trạng thái thôi, nó ẩn đi thôi, không xóa hoàn toàn cái database đâu. À, thứ hai nữa là tất cả mọi giao dịch, mọi cái thao tác từ trên ứng dụng á, giờ em thì các em lock lại hệ thống một, em lock hệ thống một cái thôi, em lock vào hệ thống thì lập tức cái lock á nó sẽ ghi lại, check in nó ghi lại hết á, giống như Phong đã lock vào hệ thống ngay nào giờ nào luôn, lock luôn, hiểu không? Nó ghi lại luôn, cái lock nó ghi lại á, và Phong vào sửa cái gì đó làm gì trên hệ thống là nó sẽ ghi lại hết hết. Để làm gì? Để khi gặp sự cố thì người ta lấy cái thông tin này mang vào tầng dưới. À, bắt của ta không có không muốn làm không phá hệ thống, đúng không? Ví dụ cho Phong nhá, hiểu không? Thì cái này là gọi là checking, cái lock hay là gọi là ghi phép, đây là đúng đủ kiểu luôn. À, lịch sử. À, ví dụ như vừa rồi trên MS của mình ấy là một lớp của một đối tượng xóa, đúng không? Liên mất liên hệ Minh Hà Nội á, còn lấy lại được biết ngày giờ xóa luôn, nhưng lại không lưu ai xóa. Giờ lưu được cái mà lưu được ai xóa luôn, nhưng mà không lưu thì đấy không biết thì xóa, nhưng mà lấy lại được cái mà lấy lại được thông tin, tức là xóa nó xóa ẩn nó khỏi cái đấy thôi, nhưng mà không xóa hẳn cái database đi bạn, nên các bạn có thể con vờn nó lại được, lấy lại được, hiểu không? Đấy, chuyển cái trạng thái là lấy lại được. Cái này làm được các bạn làm hệ thống ấy thì bạn nên nghĩ để đi được việc như vậy. Đó. Đấy, tránh trường hợp là các bạn bị mất mát dữ liệu hay là bị đánh cắp hoặc là bị chơi xấu cái gì đó. Các bạn không biết đâu, với công ty liên quan đến tài chính bảo hiểm các ngân hàng các thứ á, bị thường xuyên. Lưu hết rồi không? Lưu cái gì cũng biết. Vấn đề lưu cái thông tin của các bạn, nhưng mà họ sẽ lưu lại cái vết xem các bạn đang làm gì trong hệ thống luôn, hiểu không? Chỉ có điều các bạn không nhìn thấy nha, chỉ có người có quyền không nhìn thấy thôi, còn các bạn đâu biết đâu, các bạn cứ hồn nhiên mà các bạn không biết là mình đang bị theo dõi, đúng không? Anh nói cho các bạn biết thông tin về đến cao thế rồi mình sao chưa hiểu không? Đấy, ok rồi. À, mã là ngay là mã nhân viên nè. Rồi nha. Cái nhập nó chỉ có từng đấy thôi các bạn nhé. Rồi. Thì bạn Ngọc khi nãy bạn nói thế này nè. Hóa đơn nhập và hóa đơn bán có thể gom lại thành một cái và mình để phân loại được không? Được. Tại vì hai cái này giống nhau. Cái này là ngày cái này là ngày nhập đúng không? Thì ông kia 6 nè, hóa đơn bán nè, thì nó cũng có mã nè, có ngày bán nè, và mã nhân viên bán nè, và mã khách hàng. Đó, tức là khi bán thì phải có cái khách hàng này. Thì bản chất là hai ông này gom lại được là một, nó chỉ khác nhau cái chỗ là mã khách hàng này thôi. Đó, thì các bạn nhập được, nhập hoặc tách. Thì nếu nhập thì các bạn thêm một cái trường gọi là trường trạng thái để phân biệt là hóa đơn này nhập hay xuất, hiểu không ạ? Chỉ để hai trạng thái là nhập xuất thôi. Nếu các bạn để trạng thái là nhập thì nó là hóa đơn nhập, nếu để trạng thái xuất thì nó sẽ là hóa đơn xuất, hiểu không ạ? Cái này gom được nha. Rồi, không để ra tiền bây giờ. À, cái đấy thì mình xuất thì mình trừ thôi ha, cũng dồn vô thôi ha, không sao hết con. À không, cái đấy khác, còn cái này hệ thống mình khác. Em để mà để số âm đúng không? Thì em cộng tổng với số âm thì nó sẽ trừ. Nếu mà để số dương thì em trừ đi thôi. Thì nó cũng giống nhau, đúng không? Rồi, ok. Rồi, nghe nha. Tiếp nè. Bây giờ ta phân tích mối quan hệ giữa các thực thể nè. Đấy nha. Người dùng này thì người ta có mối quan hệ, khi nào ở đâu có mã thì ở đấy có mối quan hệ nha. Người dùng thì có mối quan hệ với bảng hóa đơn và hóa đơn bán thôi, hóa đơn nhập, hóa đơn bán thôi. Hết. À, sách. À, sách thì đương nhiên phải có với hóa đơn nhập và hóa đơn bán luôn, nhưng từ từ. Bây giờ các bạn nhìn nè. À, tôi vẽ, cô vẽ luôn ha. Cô vẽ luôn thực thể nha.
Cô vẽ luôn thực thể các bạn nhìn nè. Draw.io hả? New. Ông vàng à? Ông à? Ông vàng à? Giỏi dữ ta. Rồi bây giờ nè, cô sẽ vẽ sơ đồ thực thể là entity relation nè các bạn. Đây, thực thể nè các bạn. Cô sẽ không vẽ thuộc tính nha, bởi vì là thuộc tính nó nhiều lắm, các bạn sẽ thêm sau. Cái này là người dùng nè. Trật tự mấy đứa ơi. Mấy đứa ơi. Ơi. Trật tự. Trời, nó nói từ nãy giờ nó quay lại có đâu có nói đâu. Cái đấy như kiểu cái phản xạ vô điều kiện. Phản ứng á. Phản ứng á. Quan hệ nè. Đấy nha, thực thể nha, người dùng nào, khoan nghe nào. Phân loại sách nè các bạn. Loại sách ha. Rồi, một cái nữa là sách nè. Sách nè. Nghe nè, ôi, khách hàng nè. Khách hàng nè. Loại sách để đây nè. Thấy không? Loại sách để ra đây nè. Được chưa? Rồi hóa đơn. Hóa đơn nhập nè. Nhập nè, hóa đơn xuất nè, hóa đơn bán nè, ok, HD nhập nè. Rồi bây giờ nhìn nè, các bạn nhìn nha, khách hàng thì sẽ có một mối quan hệ với hóa đơn bán, để qua đây. Đây, hóa đơn nhập để đây, hóa đơn bán để đây, khách hàng để đây, ok. Đây, cân đối các bạn, đấy, nhìn nha. Một khách hàng thì có nhìn mấy hóa đơn ạ? Nhiều, ok. Nó sẽ là quan hệ một nhiều, one to many. One ở đây. Ôi chà. Too many. Cái gì trời. Gì mà xấu xí dữ trời. Gì nữa. Rá gì mắc cười vậy trời. One too many. Hả? Nó đẹp đẹp tí nó xấu quá. Đó, one too many được chưa? Rồi giờ đỡ xấu rồi đó. Ơi. Nó đi chiều này chơi sao kỳ vậy ta? Chiều ngược lại xoay được không? Đó, một khách hàng có nhiều cái hóa đơn bán rồi, người dùng thì sao các bạn? Một người dùng có thể bán nhiều hóa đơn cũng một nhiều đúng không? Đó. Cũng là quan hệ một nhiều. Xấu dữ trời.
chán đời. Ừ. Không, nó có một chiều à. Lật được không? Bên tay một quay. Đấy hả? Ờ. Like đấy hả? Có không? Có. Đâu phải. Có phải bên kia đấy. Xấu điên. Xấu điên. Đó, cái này cũng là một nhiều ha. Rồi, hóa đơn nhập nè. Thì người dùng cũng nhập nhiều hóa đơn nhập nữa các bạn. Một người dùng cũng nhập nhiều hóa đơn nhập nè. Đây. Tức ông này ghê. Đó. Một người dùng cũng nhập nhiều hóa đơn nhập nè. Rồi, bây giờ nha. Sách á, thì loại sách thì một loại có nhiều sách đúng không? Đưa ra cùng chiều. Một loại sách có nhiều sách là nhìn nào. Cũng nắm một nhiều vô. Đấy. Tại sao nó cứ đi cùng một chiều này nhỉ? Bực nhỉ. Rồi. Rồi, hai ông này ta để như này. Đó. Rồi. Kéo xuống như này. Cứ phải thuần theo chiều của nó. Chán ghê. Rồi, bây giờ nè. Nó vấn đề nó nằm ở cái chỗ là hóa đơn nhập và hóa đơn bán liên quan với là sách thôi. Đấy. Nhìn nha. Bây giờ một hóa đơn thì bán được nhiều sách. Đúng không? À, đúng rồi. Thì con này nhiều nhiều. Ồ. Cho vô đây thì nó khó vẽ các bạn ạ. Không được, không không không. Đi plus đi. Rồi sorry tí nha. Tại vì nó không có cái hình tam giác ở giữa này. Nó phải có cái relationship này nè. Khoan. Driver. Đây, nó phải là có cái relationship này nè. Đây. Đây, ông này phải nằm ở giữa ông này nè. Thấy không? Đấy. Quan hệ giữa ông này là quan hệ relation à. Nhiều nè. Nhiều nằm ở đây nè, thấy không? À. Ôi giời ơi. Đấy, vậy mới đúng. Thấy chưa? Đấy. Con số 1 của tôi đâu? N. Số 1 của tôi đâu? Số 1 nằm đây. Số 1 nằm đây. Ok chưa? Sao số 1 nó nằm tọt trong trời? Hả? Không, không, nó dính vô á. Nó dính vô em kéo mới đi. Thì ghê quá. Bà đào chứ trời. Tàu láo hết sức. Rồi, đây cái này cũng vậy. Cái này cũng vậy nha các bạn. Úi giời ơi. Đây, nắm cái này. Đấy, cái này Ctrl C Ctrl V. Nắm cái này thả vào đây. Đó, ngáp dữ không? Ngáp mất cỡ luôn ấy. Ngáp chứng tỏ là cô dài chả nó mới ngáp mà. Ctrl C, Ctrl V. Đây. Sao cô không làm cả cùng bằng Ctrl C V? Không. Ờ đúng rồi, thông minh, đúng rồi. Cái này thông minh phết nhỉ. Yeah. Sao nó rơi rơi ra cái đường này chơi? Đây tôi bỏ tay luôn trời. Không hiểu nó là cái gì luôn đó trời. Đấy. C. V.
làm lại từ đầu đó, cực quá đấy. Quỷ này kỳ cục. Kỳ gì đó. Cười gì? Cười nên đau khổ người khác cười gì không? Được chưa? Nhưng mà người dùng thì phải có hóa đơn bán thì người ta cũng... Rồi nó không nằm vô nữa. Tào lao thì... Đó. Rồi người dùng một cái của hóa đơn bán nữa nè. Thấy không? Đó. Đó. Thấy chưa? Kể tôi. Rồi bây giờ nè, cái này mới hay nè, sách và loài sách nè. Thì hóa đơn bán và hóa đơn này á, thì nó sẽ là như này, quan hệ là nhiều nhiều. À, cái này là nhiều ở đây. Đấy, anh này là nhiều. Có cái đường, nó có cách vẽ kìa. Chán ta. Đây con này nó có cái từ là nhiều nhiều nè. Đấy. Đó. MN được được hết. Đó. Kiểu như vậy ha. Rồi loài sách và à quên, không phải loài sách nha. Mà là sách nha. Sách nha. Đó. Rồi, rồi tiếp cái nữa. Cái này M vào đây, N vào đây. Đó, cái relationship đây xấu quá mấy đứa ơi. Đó. Rồi loài sách. Cho nhỏ được chứ. Một sách có đây rồi, tôi qua đây mấy đứa ơi, tôi qua đây tôi vẽ mấy đứa ơi. Ờ không, khi nãy là rạng cổ đỡ mân xôi dự án mẫu, như tôi có cái dự án mẫu đây đây. Cái này là gì đấy ạ? Cái này là thực thể, này là mất thời gian nhỉ? Khách hàng. Trời ơi, tôi lâm lại mà đứa, không biết mấy giờ mà đứa về. Khách hàng. Cái này là hóa đơn bán. Hóa đơn bán. Rồi. Thêm một cái thực thể nữa. Cái này là người dùng. Người dùng thì có mối quan hệ, chỉ cần connect cái từ ông này. Connect cái. Đó, muốn connect cái từ ông này kéo sang ông này cái là tự nhiên nó có quan hệ nè. Được chưa? Thì quan hệ giữa người dùng và hóa đơn bán là cũng quan hệ một nhiều ha. Đây. À, bỏ vào relationship nè. One nè. Nhiều many nè. Cái này one nè, được chưa? Ok. Khách hàng cũng là relationship là cũng one nè. Ok. Đó. Bây giờ cái này kéo thì nó sẽ kéo nó đi hết. Đấy, nó đi hết như vậy. Ok chưa? Rồi. À, đến cái hóa đơn nhập entity nè. Hóa đơn nhập, cái này nhanh hơn nữa. Đó, connection thì connect cái, bấm từ đấy kéo qua đây cái. Thế nó. Ừ vậy thôi đó. Thì anh này là many nè. Anh này là one nè, được chưa? One many nè. Đấy. Thì bây giờ có cái sách nữa. Bôi này kéo sang. Đó, thì có sách nữa, entity sách nè. Đó, cái này là sách nè. Thì ở đây có mối quan hệ giữa cái bán, connect giữa cái bán và sách. Thì nó sẽ là quan hệ many to many nè. Đấy, cái này cũng connect nè. Cái này quá đen nè, cũng many to many nè. Ok chưa? Rồi có loài sách nữa. Entity nữa. Cái này là loài sách.
loài sách thì nó có một quan hệ với sách thôi, thiết lập connection giữa sách và loài sách. Thì ở đây ta có là one, many, one, được chưa? Đó là xong. Rồi bây giờ nhìn nào, bấm ở giữa con nách này, bấm con nách kéo nè, bấm con nách này kéo từ bên này sang bên kia, nó tạo relationship. Rồi bây giờ nha, các bạn sẽ thắc mắc là anh này thì làm sao nó có anh này nè, hóa đơn bán và sách á, thì bản thân của nó sẽ có một cái, nó là quan hệ nhiều, thì nó sẽ, tức là trong cái thực thể nó sẽ không có cái bảng là hóa đơn chi tiết đâu, không có thực thể hóa đơn chi tiết, mà sau này các bạn mà phân tích ra cái sơ đồ vật lý thì nó mới đẻ ra cái bảng đấy. Thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là như này, vậy thì cái số lượng bán và cái giá bán nó nằm ở đâu, mà trong khi tại sao cô không cho cái sách lại có giá, hiểu không? Sách không có số lượng, sách không có giá, đúng không ạ? Thì vậy thì số lượng và giá thì nó nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm ở đây này các bạn, hóa đơn nhập và sách nó sẽ có mối quan hệ nhiều, và nó sẽ có khi nào các bạn nhập sách thì nó sẽ mới có cái hóa đơn nhập. Trong cái hóa đơn nhập đây, đây nha, khi các bạn nhập một cái hóa đơn, ở trên này là thông tin về ngày hóa đơn, số hóa đơn, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ thường, các bạn sẽ thấy ở trong này là có một cái bảng. Trong này các bạn sẽ có cái này là số thứ tự, rồi cách mã hóa đơn, hoặc là tên sản phẩm, số lượng, giá, thanh tiền, đúng chưa? Thì ở đây giả sử các bạn có là một, ở đây các bạn có là gì ạ? Ví dụ số tư là một, tên là cái sách ABC, số lượng là một cuốn, giá là ví dụ như là 20.000, 20k. Rồi và thành tiền là cũng 20k luôn, ví dụ như vậy. Đó, với tiếp tục cái sách thứ hai. Đó là cuốn theo chiều gió. Ông này ông cuồng, sách này của ông mua 2 cuốn. Cái này là 20 đô. Cái này là tổng là 40 đô, ví dụ vậy. Tôi giỡn thôi nhé. Chấm như vậy, các bạn sẽ thấy nè. Nhìn nha, có phải là một hóa đơn sẽ có nhiều sách đúng không? Và các bạn để ý chỗ này nè, cái số lượng này chỉ phát sinh khi nào các bạn mua thôi, còn bình thường số lượng này không có. Khi nào nó mới xuất hiện cái việc các bạn mua nhập hàng về thì nó mới có số lượng thôi, hiểu không ạ? Và giá nhập cũng thế, giá nhập thì hôm nay ví dụ các bạn điện thoại, ví dụ các bạn tháng nay các bạn nhập là ví dụ 15 triệu cái điện thoại đấy, các bạn sau một tháng thì nó còn có 12 triệu nữa. Với cái giá này không thể fix được, hiểu không ạ? Vậy giá nhập và cái số lượng nhập này nó chỉ xuất hiện khi mà phát sinh mối quan hệ giữa hai cái bảng hóa đơn và sách thôi. Vậy thì cái chỗ nào để lưu trữ cái anh này các bạn này thì mới là quan trọng này. Thì nó sẽ nằm đúng ra, nó sẽ nằm trong cái bảng gọi là bảng hóa đơn chi tiết, hiểu không ạ? Nhưng mà trong cái thực thể các bạn không thể vẽ cái hóa đơn chi tiết, bởi vì hóa đơn chi tiết là một cái thực thể yếu, mà thực thể được sinh ra do cái mối quan hệ nhiều, hiểu không ạ? Và thực ra nó là bảng chứ không phải là thực thể nữa, hiểu không ạ? Do cái mối quan hệ nhiều thì ở trong cái sơ đồ thực thể á, nó mới phát sinh ra một cái gọi là thuộc tính tương giao là thuộc tính chỉ phát sinh khi nào có thiết lập mối quan hệ thôi, hiểu không ạ? Giữa hai thực thể thì nó mới sinh ra tương giao. Thì nó sẽ sinh ra ở đây này, ở thiết lập mối quan hệ này,
thì các bạn có thể add thêm cho nó cái thuộc tính vào đây, attribute vào đây. Đây, nó là một cái derivative option composite, kể nó đi. Đấy. Rồi nó được làm sao là tôi lại vẽ cái đường dẫn, tôi vẽ nhỉ, hết đường vẽ rồi. Không, nó phải nối với anh này. Đây, nó phải có cái đường nối với anh này này. Cái này có gì? Cái bài xuất ra pen cho mình vẽ sau. Còn cái này không có, không có thấy. Cái thuộc tính đấy là thuộc tính tương giao. À, nghe không? Relationship này. Relationship này thì nó... À, đây, add attribute này. Ok, ok. Ok. Ủa? Delete không được vậy? À, đây, ok. Rồi, vào đây nè, có add attribute luôn các bạn nè. Đấy, cái dữ liệu này được gọi là dữ liệu tương giao nè. Cái này tôi để cái này là số lượng. Và cái này tôi thêm cái nữa là giá. Cái này thêm cái là giá. Đó. Thì cái thuộc tính này các bạn nhá, được gọi là thuộc tính tương giao. Rồi, cái này cũng có số lượng, nhưng cái này thì lại giá tính sau, không có giá. Không có giá bán nha. Cái này chỉ có số lượng thôi, cái giá bán tôi sẽ giải thích tại sao giá bán không nằm ở đây. Nhớ không? Có sẽ có giải thích. Add attribute, cái này là số lượng. Cái thuộc tính này đặc biệt nó phải nằm ở trên cái relationship các bạn. Thì dữ liệu này được gọi là dữ liệu tương giao. Đấy, nó khác với các thuộc tính khác. Hiểu không ạ? Rồi. Thì đó là tao vừa vẽ xong cái story ID. Cái quan hệ một nhiều thì dễ nha. Quan hệ một nhiều thì không có gì để nói. Quan hệ một nhiều thì không có gì để nói ha. Không quên. Không được nữa hả? Sau hôm nay không có ăn đu trời. Số lượng. Rồi cái nè, còn cái này là có nè, khách hàng nè, mua nè, cái này tôi để là mua nè, nhiều nè. Còn cái này là, ủa, sao nó cụt ngủn đấy trời, bị gì trời. Cái này là mua, được không, many, one. Rồi cái này là người dùng nè, à, bán nè, cái này là nhập nè. À, cái hóa đơn là có nè. Đấy, hóa đơn nhập là có nhiều sách nè. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, dễ nhất là cái từ có. Một cái hóa đơn kia thì có nhiều cái này. Đó, dễ nhất là cái từ có thôi. Ok chưa? Ok chưa? Anh này đừng chơi vơ thấy không? Cái mã này delete đi. Đấy chưa? Đấy, tao xong được cái sơ đồ. Rồi bây giờ cũng hết giờ rồi, các bạn cũng mệt lắm rồi, lưu cái này lại. Có sale. Nhưng mà buổi sau cô sẽ nói cái việc là các bạn mô tả cái dữ liệu giữa hóa đơn nhập và sách và hóa đơn bán là sách cho các bạn. Hiểu không ạ? Rồi về nhà chịu khó vẽ cái này cho cô nha.